Dạ vâng, âm thanh quốc hùng xin chào tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay được sự ủng hộ của hai bác khách ở Hà Nội thì bên em đi vào ghép và test sản phẩm, đó là một chiếc đĩa Yamaha BC202M và một đôi loa Yamaha S300C, một đôi bass 40 nha bác, một đôi bass 40, một mix 20 và một chép kèn ra. Đó. Thì đôi loa này thì em gửi tới anh Hưng ở Ba Đình, ở quận Ba Đình Hà Nội. Còn chiếc đĩa Yamaha BC202M thì em gửi tới anh Thu ở Hoàng Mai Hà Nội nha. Hai bác thì một bác ở Ba Đình và bác ở Hoàng Mai đều ở Hà Nội hết nha. Rồi rất cảm ơn tất cả bác đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh Thanh Quang. Thì con này thì đôi loa này thì bên em đã có chụp hình gửi rồi. Thì cái con Yamaha này thì bác khách gọi điện thoại cho em là chốt luôn, chưa xem hình thì em quay chi tiết lại một vòng để cho bác khách chúng ta cùng xem cái con Yamaha này. Thì con Yamaha này thì về hình thức bên ngoài thì còn cực kỳ là đẹp nha bác nhá, cực kỳ là đẹp đó, các bác nhìn đấy, chữ nghĩa là còn đầy đủ hết nha. Và con này là nó chạy sò là sò Mexico theo cái yêu cầu của bác, là bác chọn sò Mexico thì em chọn cho bác là cái con sò Mexico nha. Đấy, quá đẹp nha. Đó là nội thất phía bên trong, đèn thì thay bốn bóng rất bự và nội thất phía bên trong thì cũng hai vi mạch kép, hai tụ tương phô, nói chung là hàng rất mới và đẹp, sexy còn sáng bóng nha. Rồi con này thì ở ngoài đằng sau nó có số seri như thế này, số seri là 026 nha bác nha, 026 thì nói chung là mấy con này thì nó vừa về bên kênh Thanh Vũ Hồng thì vừa xin trước một con để gửi cho bác khách chúng ta, còn những con sau thì bên em sẽ vừa xin và giới thiệu cho tất cả bác sau nha. Đấy, con này thì bác chọn sò Mexico thì em chọn con sò Mexico trước cho bác. Chạm lo này còn rất mới này, đường tín hiệu vào là 35 sau ly. Rồi thì giờ thì em sẽ test nhạc và test hoạt động của sản phẩm luôn. Rồi trở lên nháy nha. Lên nhạc này. Ok nha. Ok nha bác nha. Kênh 3 ok.
cả hai con là hoạt động ok hết nha bác nha. Đôi lo Yamaha và cũng như là chiếc đôi Yamaha. Thì các bác nào có nhu cầu mua đôi Yamaha BC2002M thì liên hệ trực tiếp cho Hùng qua số điện thoại trên màn hình. Hàng bên em lúc nào cũng luôn có sẵn hàng để phục vụ cho tất cả bác nha. Yamaha BC2002M dòng đôi kim âm cực kỳ là hay. Nghe hay bày đẹp nha. Đấy. Giá thì 12.300.000, bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả bác và tặng kèm thêm là một cặp dây ba lắc. Rồi, em xin phép dừng video tại đây và hẹn gặp lại ở video sau.